Sáng nay, triển lãm y tế quốc tế Việt Nam chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 450 doanh nghiệp với hơn 600 gian hàng đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm là nơi hội tụ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, là điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn đáng chú ý đó là trong số 15.000 sản phẩm được trưng bày, có rất nhiều thiết bị y tế phiên bản mới nhất hiện nay được mang đến triển lãm. Bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mới, các hoạt động giao thương, ba cuộc hội thảo chuyên môn được tổ chức nhằm cung cấp trực tiếp các thông tin cập nhật về chính sách, thị trường, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tập trung giới thiệu công nghệ mới và ứng dụng phổ biến hiện đại nhất trong ngành y dược. Triển lãm diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn và do Công ty Cổ phần Edtech tổ chức.